bạn thân mến, chúng ta đã trải qua rất nhiều những thử thách mà anh đã đề ra trong đêm tiệc này. Và đây là thử thách cuối cùng. Nếu như mà Di vượt qua được trọn vẹn cái thử thách này nữa thì em sẽ mang về cho mình cũng như là đội của mình một cái số tiền thưởng rất là lớn. Trò này của chúng ta có tên Ai là ai? Em có biết về nhiều người nổi tiếng không? Dạ em biết. Các lĩnh vực luôn. Sure. Cái vấn đề là bây giờ em phải chọn ra một người bạn đồng hành cùng với em. Và người đó cũng phải hiểu biết về những người nổi tiếng. Và có cách nào đó để diễn tả cho em. Em có thể em đoán được tên của người nổi tiếng. Thì một người nổi tiếng mà em đoán đúng tên, em sẽ có 3 triệu đồng. Bây giờ trong 6 người bạn ở đây, em chọn ai? Dạ, người đây. Tin tưởng nhất. Tụi em đã sắp đặt trước rồi. Mời em xuống vị trí của mình. Duy ngồi trên ghế này nha. Trên màn hình này sẽ hiện ra tên của người nổi tiếng. Lâm sẽ diễn tả làm sao cho Di đoán ra được những người nổi tiếng đó. Một người nổi tiếng mà đoán đúng sẽ có 3 triệu đồng. Nhớ nha. Dạ. Chú ý, chúng ta chỉ có 90 giây mà thôi. Giải trí ghê á. Thời gian bắt đầu. Vô. Quá đâu quá. Quá. Ngồi bên em cung đàn hát. Đăng Trường. Rồi. Quá. Về pizza là kiểu gì? Pizza, nhà kiến của mẹ. Thục pizza. Bậy. Qua đi. Thôi, qua. Qua hậu mà răng khểnh đồ. Ba chưa. Qua. Cái gì vậy? Qua. Mẹ đi. Búp bê này là bảy kế bên luôn. Búp bê gì đó, chị gì đó. Chị quản lý của anh. Búp bê qua luôn. Qua đi. Mệt quá lẹ nè. Tại cái máy nó bị hư nè. Rồi cầm ly, hát chung cầm ly. Quốc Đại. Chung anh cầm ly luôn. Rồi em đi trên cỏ non. Đó cái chị gì đó. Điệp đó. Đó Điệp, người yêu của Điệp. Em đi lên. Cái gì đó, cô gì đó. Qua đi. Trời ơi dễ quá mà. Qua đi. Rồi đó là bồ của ông Cao Thắng. Đông Nhi. Đúng rồi. Bỏ luôn. Nhạc ghê lắm nè. Đó gậy em thương em như chim sáo. Quang Linh. Đúng rồi. Qua luôn nè. Qua nè. Hết giờ. Trời ơi. Nhật ký của mẹ giờ bình tĩnh rồi. Của ai? Đi ra tao làm gì? Không. Nói nhật ký của mẹ được rồi. Thôi nói. Nói quá trời nghe. Nói quá trời nói luôn. Quá rồi. Mệt mỏi. Rồi cái cô gì lớn lớn đó. Cái này là cũng Lâm. Em mới nói rằng cái cô ca sĩ ở hải ngoại chuyên hát dòng nhạc dân ca trữ tình, bài chía bà ba, em đi trên con non này kia. Ai? Hương Lan đúng không? Tiếc quá nhiều người nổi tiếng mà đã bị hai em bỏ qua. Và đã đoán đúng được 4 người thôi. Mang về cho mình 12 triệu đồng. Thôi em ơi buồn gì? Đến nhà anh ăn tiệc vui còn có tiền đi về nữa mà buồn. Đúng rồi, 12 triệu mà buồn gì. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia đêm tiệc cùng với anh mà. Mời các bạn đến đây. Du đến đây với anh. Mời gắm luôn. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn ban nhạc đêm tiệc cùng sao. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình cho đài truyền Việt Nam thực hiện. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau trong đêm tiệc cùng sao.